khán giả đang quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày cùng với đài truyền IBC TV. Brazil sẽ đăng cai World Cup nữ 2027. Brazil đã được tuyên bố là nước chủ nhà của giải vô địch bóng tròn nữ thế giới 2027 tại đại hội FIFA diễn ra vào ngày thứ Sáu vừa qua, đánh bại những nỗ lực chung của Bỉ, Hà Lan và Đức để trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên tổ chức giải đấu. Có 207 thành viên của FIFA có đủ tư cách tham gia bỏ phiếu điện tử với 3 lựa chọn, gồm có Brazil, Bỉ và Hà Lan, Đức hoặc là phiếu trắng. Kết quả cho thấy Brazil nhận được 119 phiếu ủng hộ, trong khi Bỉ, Hà Lan và Đức nhận được 78 phiếu ủng hộ. Sau khi kết quả được công bố, đoàn Brazil xác định đây là thắng lợi cho bóng tròn nữ, cho đất nước này cũng như cho khu vực Nam Mỹ. Đây là lần đầu tiên các thành viên FIFA có cơ hội lựa chọn nước đăng cai tổ chức vòng chung kết World Cup nữ. Trước đây, quyết định này thuộc về Hội đồng FIFA. Cuộc đua đã giảm xuống còn 2 vào tháng trước sau khi Hoa Kỳ và Mexico rút lại nỗ lực chung để theo đuổi giải đấu năm 2031. FIFA đánh giá rằng từng gói đấu thầu dựa trên các tiêu chí khác nhau, từ khả năng thương mại, cơ sở vật chất và chỗ ở của đội cho đến các địa điểm phát sóng, sân vận động và địa điểm tổ chức lễ hội cho những người hâm mộ. Họ cho biết 10 sân vận động của Brazil được xây dựng có mục đích và được cấu hình cho các giải đấu lớn từng đăng cai tổ chức World Cup 2014 nam, và giá thầu có vị thế thương mại mạnh mẽ cũng như cam kết của chính phủ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu Brazil sẽ là giải đấu vô địch bóng tròn nữ thế giới hay nhất từ trước cho đến nay. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin. Sói bòm đỏ chân dài Argentina trở về tự nhiên. Các nhà bảo tồn Argentina đã trả lại vùng hoang dã xung quanh Buenos Aires một loài động vật quý hiếm và có hình dáng khác thường. Loài sói bòm có đôi chân dài màu đen và bộ lông màu đỏ khiến nó trông giống như là một con cáo đi cạc kheo, hoặc là có thể mang ủng cao đến đầu gối. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng có môi trường sống tự nhiên phổ biến hơn ở vùng đông bắc nóng bức của đất nước, đang dần di cư về phía nam, và các nhà chuyên gia đã cho rằng có liên quan đến việc san bằng mặt bằng cho nông nghiệp săn bắn, hiện tượng nóng lên toàn cầu và thời tiết khắc nghiệt hơn. Quỹ Time McCann là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo tồn các loài hoang dã, đã nhận được con sói bòm đực vào tháng 12 sau khi nó được tìm thấy đang lang thang ở Olavarria, là một thị trấn thuộc tỉnh Buenos Aires. Sau khi mà kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm bằng cách sử dụng 7 ảnh để bảo đảm nó có thể sống sót trong tự nhiên, con sói bòm đã được thả vào hôm thứ Năm tại khu vực đồng bằng sông Paraná, nơi những loài khác trước đây đã được nhìn thấy. Để theo dõi con sói sau khi được thả ra, các chuyên gia ở Temacan đã trang bị cho nó một chiếc vòng cổ vệ tinh và lắp đặt thêm nhiều 7 camera trong khu vực. Mặc dù có vẻ bên ngoài thì đáng sợ, nhưng mà sói bòm là một loài động vật khó nắm bắt với chế độ ăn đa dạng, từ động vật gặm nhấm, động vật lưỡng cư và chim cho đến trứng cũng như là thực vật. Năm văn hóa giữa Trung Quốc và Nga nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng mối liên quan chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tại Bắc Kinh rằng năm văn hóa Trung và Nga tạo động lực mới cho quá trình phát triển tình hữu nghị giữa hai đất nước, từ thế hệ này sang thế hệ khác, cũng như tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa nhân dân hai nước. Ông Tập đưa ra nhận xét này khi ông cùng với Tổng thống của Nga Vladimir Putin đến tham dự lễ khai mạc năm văn hóa Trung-Nga và buổi hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Trung-Nga. Hôm nay chúng ta tập trung ở đây để tham dự lễ khai mạc năm văn hóa Trung-Nga và buổi hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Nga. Vào năm ngoái, Tổng thống Putin và tôi đã đồng ý thực hiện 2024 và 2025. Hôm nay, hai bên đã chính thức phát động sự kiện văn hóa này để tạo động lực mới cho quá trình phát triển tình hữu nghị giữa hai quốc gia, từ thế hệ này sang thế hệ khác, và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cũng như xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên, hai dân tộc. Đó là lời của ông Tập đã nói. Kính mời quý vị quay sang phần tin Việt Nam. Thép cán nóng Trung Quốc nhập vào Việt Nam trong tháng 4 chiếm hơn 70%. Lượng thép cán nóng từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam là gần 2.900.000 tấn sau hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái,
chiếm 73%. Thép cán nóng nhập từ Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua chiếm 71% thị trường Việt Nam. Dữ liệu của hải quan trong nước được truyền thông loan đi vào ngày 16 tháng 5 như vừa nêu. Cụ thể, lượng nhập cảng thép cán nóng trong tháng 4 của Việt Nam là 800.000 tấn, cao gấp 1.5 lần lượng sản xuất nội địa. Và trong số này thì thép cán nóng của Trung Quốc chiếm 71%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng lượng thép cán nóng nhập vào Việt Nam là 3 triệu 900.000 tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 159% lượng hàng của toàn ngành sản xuất thép cán nóng của Việt Nam. Trong số này, lượng thép cán nóng từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam là gần 2 triệu 900.000 tấn, cao hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái, chiếm 73%. Giá nhập khẩu thép cán nóng của Trung Quốc về Việt Nam được cho biết thấp hơn nhiều so với hàng cùng loại của nước khác. Trung bình mỗi tấn thấp hơn từ 32 đến 59 Mỹ Kim. Gần đây thì hai doanh nghiệp sản xuất thép cán nóng trong nước là Tập đoàn Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh đã nộp đơn lên Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép cán nóng nhập từ Trung Quốc và Ấn Độ. Số lao động ghi danh làm việc tại Nam Hàn tăng cao kỷ lục, tin liên quan đến Việt Nam và Nam Hàn. Kính thưa quý vị, số lao động trong nước tại Việt Nam ghi danh đi làm việc tại Nam Hàn trong năm nay đã tăng kỷ lục, vượt mức phân bổ mà nước chủ nhà giao cho Việt Nam. Truyền thông tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 5 dẫn số liệu do Trung tâm Lao động nước ngoài đưa ra con số công bố như trên. Cụ thể, chỉ tiêu phân bổ từ phía Nam Hàn dành cho Việt Nam trong năm nay là 15.400 người. Trong đó, số ghi danh đã lên đến 45.000 người tính cho đến trung tuần tháng 5 năm nay. Trong tổng số 15.400 người, theo chỉ tiêu phân bổ, ngành sản xuất chế tạo là 11.200. Số lượng ghi danh dự thi ngành này là hơn 36.300. Người lao động dự thi phải đạt yêu cầu qua 2 vòng mới được làm hồ sơ dự tuyển để giới thiệu với chủ sử dụng Nam Hàn. Vòng thi năng lực tiếng Hàn và vòng thi tay nghề. Thống kê cho thấy tỷ lệ đậu vòng năng lực tiếng Hàn trong 3 nhóm ngành gồm có nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng chỉ đạt chừng 58%, còn vòng thi tay nghề đạt cho biết tỷ lệ đạt lên đến trên 90%. Kính mời quý vị theo dõi phần tin cuối trong chương trình. Lễ động thổ tại thành phố Garden Grove để tái thiết khu hành chánh và xây sở cảnh sát mới. Thành phố Garden Grove cùng với sự hợp tác của các nhà thầu phát triển dự án Edgemoor, công ty xây cất Lake Construction Group vừa mới có buổi lễ động thổ vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Ba, ngày 14 tháng 5 để tái thiết khu vực hành chánh trung tâm trước tòa thị chính. Sau đó sẽ xây một trụ sở mới cho cảnh sát, một bãi đậu xe và một công viên. Tòa nhà rộng 103.000 square foot và bãi đậu xe 4 tầng sẽ chiếm một khu đất rộng 2.75 acre nằm ở góc Acacia Parkway và Euclid Street trong khu trung tâm hành chính Garden Grove. Kính thưa quý vị, trong buổi lễ khởi công thì thị trưởng Garden Grove Steve Jones đã phát biểu về những nỗ lực không ngừng của thành phố nhằm tái thiết lại khu vực trung tâm thành phố với những cải tiến nhằm nâng cao cảm giác độc đáo về địa điểm. Trong lễ khởi công thì thị trưởng Garden Grove Steve Jones đã chia sẻ dự án tái thiết trung tâm hành chính này rất cần thiết cho khu vực trung tâm thành phố của chúng ta. Dự án nói lên sự phát triển và tiến bộ của cộng đồng chúng ta và sự cam kết của thành phố trong việc cung cấp thêm tiện nghi cho cư dân và du khách khắp nơi. Tổng chi phí của dự án này là khoảng 152 triệu Mỹ Kim, xuất phát từ việc tăng 1% tiền thuế thương mại qua dự luật Measure O do cử tri Garden Grove bỏ phiếu thông qua hồi năm 2018. Và trước khi gửi lời chào tạm biệt, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại đã đồng hành và bảo trợ chương trình tin tức của đài. Xin gửi lời tri ân đến với IBC Home Shopping. Mọi chi tiết về các gói sale promotion của rất nhiều những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng được mới nhập về từ Nhật Bản, Đại Hàn và Hoa Kỳ cùng với chương trình sale promotion là những món quà tặng thực ý nghĩa cho những người thân yêu. Xin cảm ơn quý vị liên lạc đến số phone 7148925717, shopping online tại trang nhà ibchomeshopping.com. Và lời cuối,
Phụ trách chương trình sứ quân viên Minh Đăng và Lâm Hồn xin cầu chúc quý vị sức khỏe dồi dào và vô lượng an lạc.